Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 7 ngày 23 tháng 2 năm 2019 của 12 con giáp. Hôm nay tam hợp phù trợ giúp cho người tuổi Mùi trải qua một ngày công việc tương đối thuận lợi. Bản mệnh có thể nhân khi rảnh rỗi lập kế hoạch tương lai cho bản thân, nhưng tránh việc quá ảo tưởng vào khả năng của mình mà đưa ra những mục tiêu không thiết thực. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi ngày 23 tháng 2 năm 2019, dưới tác động của Tý Mão tương hình, người tuổi Tý dễ phải làm việc lao lực trong ngày hôm nay. Với bản tính cả nể, bản mệnh dễ phải gánh cả những trách nhiệm của người khác mà không nhận được sự ghi nhận của mọi người. Vì thế, con giáp này cần phải học được cách nhìn thấu suốt vấn đề, không nên dễ dàng nghe theo lời xúi giục của người khác. Ngoài ra, trong công việc, điều quan trọng nhất là phải hoàn thành trách nhiệm thuộc về mình trước, sau đó mới giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. May thay, thủy và mộc tương sinh, bạn hoàn toàn có thể tìm được nơi chia sẻ tâm sự của mình. Việc tìm được người tâm sự không chỉ giúp mệnh chủ giảm bớt được áp lực, mà còn có thể khiến cho họ có những suy nghĩ tích cực hơn. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, nên tâm sự với người thân. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, cần nhìn nhận mọi việc chuẩn xác. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, dễ làm việc lao lực. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, không nên quá cả nể. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, cẩn thận bị lợi dụng. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường trắng, xanh nhạt. Quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Theo tử vi, nhờ sự giúp sức của thiên ấn, người tuổi Sửu hôm nay trở nên bình mẫn, linh hoạt hơn trong công việc rất nhiều. Với kinh nghiệm của bản thân, mệnh chủ hoàn toàn có thể hoàn thành được mọi nhiệm vụ được giao, thậm chí trước thời hạn. Tuy nhiên, vì mộc thổ tương khắc, con giáp này cần phải chú ý đến mối quan hệ giữa mình và mọi người. Không ai có thể sống hoàn toàn cách biệt khỏi xã hội. Mối quan hệ giữa con người với con người nhiều khi có thể mang lại rất nhiều lợi ích trong cuộc sống. Bản mệnh cũng nên chú ý đến gia đình nhiều hơn, công việc tất nhiên là cần thiết, nhưng người nhà mới là quan trọng, bạn nên thay đổi bản tính ít nói thiếu cởi mở của mình. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, công việc thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, trí tuệ minh mẫn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, cần cởi mở hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, chăm chỉ cần cù. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, lạnh nhạt với mọi người. Con số may mắn 0, 6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường vàng chanh nâu. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Tử vi ngày 23 tháng 2 năm 2019 thấy rằng tam hội xuất hiện giúp người tuổi Dần gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Nếu đã có nhiều đóng góp cho công ty trong suốt thời gian qua, bản mệnh có cơ hội thăng tiến vào ngày hôm nay. Với bản tính hào phóng, bạn cũng dễ nhận được sự quý mến của mọi người. Tinh thần hăng hái trong công việc luôn là một nhân tố rất quan trọng khiến mỗi người không ngừng phát triển bản thân. Người nào nhìn ra sự cố gắng của bạn sẽ chính là quý nhân giúp con giáp này thêm một bước tới thành công. Chính tài là dấu hiệu cho tài chính của bạn đang có những bước cải thiện dần dần. Đây chính là một nguồn cổ vũ động viên lớn lao khiến cho mệnh chủ càng thêm nhiệt tình với công việc. Tuy nhiên đừng lơ là vấn đề sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, có cơ hội đề bạt. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, tinh thần hăng hái. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, quý nhân ở bên cạnh. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, cần quan tâm tới sức khỏe. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, được mọi người quý mến. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xanh lá cây đậm. Lam nhạt, quý nhân phù trợ, người tuổi Ngọ, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, kim khắc mộc. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi Mão cần chú ý tới các mối quan hệ với những người thân thiết với mình hơn. Đừng cho rằng người nhà mãi mãi là ruột thịt của mình mà thiếu đi sự quan tâm với họ. Gia đình có hòa thuận thì hậu phương mới vững chắc được. Nhờ có thiên tài nâng đỡ, bạn có nhiều cơ hội gặp may mắn về đường tiền bạc trong ngày hôm nay. Mỗi khi có được một khoản tài chính dù lớn hay nhỏ, bản mệnh chú ý không nên tiêu xài hoang phí mà nên giữ lại một phần phòng khi cần thiết.
con giáp này cũng cần chú ý phát triển nội tại nhiều hơn. Dù xã hội hiện tại tương đối coi trọng ngoại hình, thế nhưng vẻ ngoài không phải là tất cả. Điều khiến mọi người quyết định ở bạn lại chính là bản chất con người bạn cơ. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, may mắn về tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, quan tâm đến gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, nên chú trọng phát triển bản thân. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, tránh tiêu xài hoang phí. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, quá coi trọng bề ngoài. Con số may mắn 1, 5. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, xanh nõn chuối, nâu. Quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, căn cứ vào tử vi ngày 23 tháng 2 năm 2019, phạm vào cục diện tương hại, người tuổi Thìn dễ gặp lắm mối phải suy nghĩ trong ngày hôm nay. Công việc thăng tiến nhanh chóng khiến cho nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng lắm kẻ gièm pha. Bản mệnh cần giữ vững lập trường, thái độ đúng đắn của mình. Về nhà, con giáp này cũng không thấy thỏa mãn với người bạn đời của mình vì cho rằng nửa kia chưa đủ thấu hiểu. Việc giải bày tâm sự cũng vì thế mà gặp nhiều khó khăn khiến họ không tìm được lối thoát. Tuy nhiên, ngũ hành tương sinh, thổ sinh kim giúp cho mệnh chủ vẫn có thể tìm ra người chia sẻ những suy nghĩ của mình. Đó có thể là cha mẹ cấp trên hoặc bạn bè thân thiết, chịu khó thấu hiểu bạn đời nhiều hơn, bạn sẽ nhận ra nửa kia của mình cũng là người rất có tầm nhìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, chịu lắm lời gièm pha. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, tìm được người giải bày tâm sự. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, ít khi chia sẻ với người thân. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, cần giữ vững lập trường. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, cha mẹ sẽ đưa cho bạn những lời khuyên hữu ích. Con số may mắn 2, 8. Giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng cam. Quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Tỵ, tiếp nối tử vi ngày 22 tháng 2 năm 2019, Mộc sinh Hỏa, người tuổi Tỵ hiện đang rất hài lòng với những mối quan hệ xã giao của mình. Bản mệnh cảm thấy mình có những người bạn, người đồng nghiệp tốt, có thể là chỗ dựa cho mình mỗi khi gặp khó khăn. Tình cảm gia đình cũng đang hài hòa tốt đẹp, con giáp này là người quan tâm đến gia đình, đặc biệt là cha mẹ và con cái. Quan điểm giao hòa vạn sự hưng hoàn toàn phù hợp với mệnh chủ. Chính quan mang lại ảnh hưởng tốt, bạn là người chính trực, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải mở rộng tư duy của mình hơn, luôn tiếp thu ý kiến đóng góp tích cực của mọi người, tránh bảo thủ. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, xã giao rộng rãi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, cha mẹ tự hào. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, tránh tư tưởng bảo thủ. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, có chỗ dựa vững vàng. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, làm việc có trách nhiệm. Con số may mắn 2, 4. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, hồng phấn, đỏ. Quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, Ngọ, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, tử vi thứ 7 của 12 con giáp, cục diện tương phá ảnh hưởng nhiều đến người tuổi Ngọ. Đặc biệt trong ngày hôm nay, con giáp này có điểm vào phá tài. Bạn cần phải quản lý tiền bạc của mình chặt chẽ hơn, không nên nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của người khác. Theo tử vi 2019, dù gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, bản mệnh cũng phải bình tĩnh lại, dành thời gian suy xét về chính bản thân mình, không nên khăng khăng với quan điểm hoặc cách làm của mình. Trong công việc, bất đồng ý kiến là việc không thể tránh khỏi, thế nhưng lại không phải là việc không thể giải quyết. Thiên quan xuất hiện báo hiệu cho mệnh chủ biết tuy là người năng động, nhanh nhạy nhưng cũng dễ bị kích động, dễ đưa ra những quyết định vội vàng. Những quyết định này có thể gây ra nhiều phiền toái trong tương lai. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, không nên cả tin. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, dễ bị kích động. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, có điểm báo phá tài. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, quá mức tự tin. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Con số may mắn 1, 2. Giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, tím nhạt. Quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, Tỵ, Mùi. Tử vi tuổi Mùi, lịch ngày tốt cho rằng tam hợp phù trợ giúp cho người tuổi Mùi trải qua một ngày công việc tương đối thuận lợi. Bản mệnh có thể nhân khi rảnh rỗi lập kế hoạch tương lai cho bản thân, nhưng tránh việc quá ảo tưởng vào khả năng của mình mà đưa ra những mục tiêu không thiết thực.
bạn có nhiều cơ hội kết giao với nhiều đối tượng bạn bè. Nếu còn độc thân, hôm nay là một ngày khá đào hoa của con giáp này. Mệnh chủ nhận được nhiều lời hỏi han, quan tâm đến từ những người khác giới. Việc của bạn là lựa chọn có đáp lại hay không. Ngược lại, nếu đã lập gia đình, thì mối quan hệ của bản mệnh với bạn đời không được tốt cho lắm. Đặc biệt nếu là nam giới, bạn có thể bị thu hút bởi những người khác giới ngoài kia mà quên mất sự quan trọng của gia đình. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, tránh việc quá ảo tưởng bản thân. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, đào hoa vượng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, có cơ hội mở rộng quan hệ. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, tránh tư tưởng ngoại tình. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, làm việc trôi chảy. Con số may mắn 3, 5. Giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường vàng đồng trắng. Quý nhân phù trợ người tuổi Ngọ, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Thân, tác động của kiếp tài không nhỏ khiến cho người tuổi Thân dễ nảy sinh nghi kỵ với bạn bè đồng nghiệp. Nguyên nhân xảy ra có thể nằm ở việc đôi bên chưa đủ tin tưởng lẫn nhau hoặc những mối quan hệ lợi ích đến tiền bạc chức vị. Mệnh chủ là người nhiệt tình nhưng nhiều khi rơi vào trạng thái nóng nảy, bốc đồng, vì thế cần phải rèn luyện sự kiên nhẫn của mình. Nhiều khi sự điềm tĩnh chín chắn sẽ giúp bạn nhận được đánh giá tốt hơn từ mọi người. Kim Mộc tương khắc, nếu thấy mối quan hệ của mình quá mức chồng chéo rối ren, bản mệnh cần phải nhận rõ đâu là những mối quan hệ tốt, cần phải tiếp tục duy trì, đâu là những đối tượng xã giao, không cần đầu tư nhiều thời gian. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, bạn bè đồng nghiệp nghi kỵ nhau. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, rèn luyện tính kiên nhẫn. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, quan hệ xã giao phức tạp. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, mâu thuẫn về tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, nóng nảy bốc đồng. Con số may mắn 5, 6. Giờ tốt 23 giờ tới 1 giờ. Màu sắc cát tường bạc xám nhạt. Quý nhân phù trợ người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, xem lịch vạn niên 2019, Mão Dậu tương xung, mệnh chủ cần chú ý đến ý kiến cái nhìn của mọi người xung quanh nhiều hơn. Bạn là người có tài nhưng ngạo mạn, quá kiêu ngạo dễ dẫn đến việc coi thường người khác, đưa ra những quyết định cảm tính. Hôm nay cũng là ngày đào hoa của người tuổi Dậu, thế nhưng lại là đào hoa xấu. Nếu còn độc thân, người khác giới tiếp cận bạn thường không có mục đích trong sáng. Nếu đã có đôi có cặp, nửa kia dễ ghen tuông giận dỗi. Nhờ có sao Nguyệt Đức nên vận trình của người tuổi này trong ngày hôm nay cũng không đến mức quá xấu. Bản mệnh có thể thực hiện một vài công việc đã lên kế hoạch từ trước, cốt là phải suy nghĩ chín chắn trước khi bắt tay vào làm mới được. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, nên thực hiện kế hoạch đã đề ra từ lâu. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, cẩn thận đào hoa xấu. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, quá kiêu ngạo dẫn đến coi thường mọi người. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, bạn đời dễ nảy sinh ghen tuông. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, chú ý lắng nghe mọi người. Con số may mắn 4, 8. Giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường xanh da trời xám đậm. Quý nhân phù trợ người tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ. Tử vi tuổi Tuất, nhờ có nhị hợp xuất hiện mà người tuổi Tuất dễ thực hiện được mong muốn mình đặt ra từ lâu. Hôm nay cũng là một ngày thuận lợi để con giáp này thực hiện ký kết hợp đồng làm ăn. Vẻ bên ngoài chỉn chu có thể mang lại lợi ích cho bạn. Ngoài ra bản mệnh cũng là người biết chăm lo cho gia đình. Những khi gặp khúc mắc, người nhà luôn là người có thể lắng nghe tâm sự của bạn, thậm chí thuyết phục được bạn thử thách bản thân với những điều trước nay chưa từng nghĩ tới. Dù hôm nay vận trình tốt, nhưng nếu có sự dự định bắt tay vào làm việc gì lớn, con giáp này vẫn nên tham khảo lịch vạn niên. Sao xấu, chu tước, hắc đạo, kiêng kỵ, việc chuyển nhà mới hoặc khai trương, buôn bán. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, dễ thực hiện nguyện vọng. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, biết chăm lo cho gia đình. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, kiêng kỵ việc chuyển nhà. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, chú ý đến vẻ ngoài. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, dám thử thách chính mình. Con số may mắn 3, 9. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, vàng. Quý nhân phù trợ người tuổi Dần, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, hung thần thương quan nhắc nhở người tuổi Hợi cần phải chú ý vào công việc mình đang làm hơn. Sự chỉnh mảng lười biếng trong công việc có thể gây ra những sai sót đáng tiếc hoặc khiến cho người khác ấn tượng xấu về bạn. Tuy nhiên, xem tử vi thứ 7 của 12 con giáp, sự phù hợp của tam hợp lại giúp mệnh chủ có những khởi sắc về tình cảm.
mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang có những tiến triển rõ rệt. Nếu trước đó có hiểu lầm, thì mâu thuẫn cũng có thể giải quyết nhanh chóng trong hôm nay. Thủy sinh mộc, bản mệnh cũng có thể suy nghĩ mở rộng hơn mối quan hệ của mình. Quan hệ xã giao tốt đẹp cũng có thể giúp bạn tăng cơ hội được gặp quý nhân. Điều cần thiết nhất với bản mệnh là rèn luyện bản thân, sẵn sàng nắm bắt khi cơ hội bày ra trước mắt. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, tranh mạng trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, tình cảm khởi sắc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, nên mở rộng mối quan hệ. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, mâu thuẫn được giải quyết. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, cẩn thận gặp sai sót. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Mão, Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.